Cận cảnh nhan sắc ràn hoa Á hậu sen vàng trên thảm đỏ công bố Miss World Việt Nam 2023. Vào chiều ngày 29 tháng 3 mới đây, công ty sen vàng vừa tổ chức họp báo Miss World Việt Nam 2023, sự kiện diễn ra với sự quy tụ của nhiều hoa Á hậu xinh đẹp tài giỏi của sen vàng. Đầu tiên phải kể đến hoa hậu liên lục địa bảo ngọc, cô là Á hậu một Miss World Việt Nam 2022 nhưng chỉ sau vài tháng chuẩn bị cô đã lên đường sang Ai Cập chinh chiến và giành được vương miệng. Hoa hậu Lương Thùy Linh với sắc vóc nổi bật sau 4 năm đang quang hiện tại cô là trợ giảng tại một trường đại học, Á hậu Phương Nhi cũng xinh đẹp không kém khi xuất hiện với chiếc đầm hồng nhẹ nhàng, cô thu hút mọi ánh nhìn bằng nhan sắc không thể ngọt ngào hơn Á hậu Phương Anh cũng là một điểm nhấn cho sự kiện lần này khi diện cho mình bộ đầm chấm với những đường nét cắt xẻ tinh tế. Miss Grand Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân cũng không hề kém cạnh khi xuất hiện trong chiếc đầm đỏ xếp eo vô cùng chặt chém. Tiếp đó là Hoa hậu Đỗ Hào với chiếc đầm công chúa nhẹ nhàng. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Lona Kiều Loan với diện mạo có phần lạ lẫm, đặc biệt là Á hậu Kiều Loan cả hai vừa vướng vào lùm xùm gây tranh cãi khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ